buổi sáng ở một thành phố hầm hập còi tàu xe và động cơ trong kỳ ăn nên làm ra, mấy ai phân biệt được, ở một ngõ nhỏ, có một bà cụ cũng lặng lẽ hăm hở bước vào dòng đời bình dị, bằng bàn chân không còn nhanh nhẹn như xưa. Năm năm nay, đã hơn 80 tuổi, bà Ái tưởng như đã nghỉ hưu tới 2 lần. Lần đầu, từ một cán bộ công đoàn của thành phố, bà chuyển sang làm công tác từ thiện tiếp liền 20 năm. Đến khi 75 tuổi, bà Ái mới chịu nghỉ hưu lần thứ 2. Có nghĩa là, hơn 5 năm nay, dù không tiếp tục ngày mỗi ngày đến công sở, nhưng bà vẫn cần kiệm chi tiêu, tự dành ra trong số tiền nhỏ nhoi của mình làm thành những món quà thiện, động viên những người còn nghèo khó. Hội từ thiện Hải Phòng là một cái hội đặc thù, cái hội duy nhất của Việt Nam. Các đơn vị khác, tỉnh khác không có. Từ những cái năm ấy thì rất là khó khăn. Cái việc thành lập hội cũng khó khăn. Nhưng mà đây thì bà Ái cũng cùng với lại một số các vị nữa cùng với chúng tôi thì thấy rằng là rất cần thiết phải thành lập cái hội từ thiện để lấy cái chỗ quy tụ những người có tấm lòng thiện để chia sẻ cho những người nghèo, những đối tượng khó khăn lúc bây giờ. Không có lương, không có trụ sở, chẳng xe ô tô. Hội hoạt động là nhờ vào tấm lòng của những con người giàu lòng nhân đến với người nghèo mà bà Nguyễn Thúy Ái và các cộng sự của mình đã liên tục ươm gieo trong suốt 25 năm. Việc thiện đầu tiên, ai ngờ khi đó họ chọn lại là đến với các tù nhân. Ngày đầu chúng tôi đã từng đi sang trại giam ở bên Thủy Nguyên ấy, thăm bệnh nhân, thăm tội nhân những ngày Tết, để là cũng với cái tinh thần là mình cũng muốn lấy cái khuyết thiện đối với những cái người phạm nhân này. Đấy. Việc làm đấy không phải là ai cũng đồng tình, có người phản đối, nhưng mà tập thể chúng tôi cũng tà cư đi, vì mình làm cũng với cái mục đích thiện, giúp người ta cải tạo, người ta thấy có con người xã hội còn có người quan tâm đến họ để họ cải tạo tốt. Từ suy nghĩ dung dị, ai cũng một lần ra đến thịt. Chỉ có ít người, họ tự phân công nhau đi xuống các quận huyện nắm tình hình để biết được ở đâu đó những mảnh đời còn đen bạc, những hoàn cảnh còn éo le. Chiến tranh đã qua lâu mấy chục năm, ai ngờ vẫn còn hàng nghìn gia đình khi đó còn khốn khó đứt bữa. Ở khắp cái thành phố công nghiệp này, còn hàng vạn trẻ em ham học mà gia cảnh khốn cùng, có nguy cơ bỏ lớp. Sau đấy chúng tôi nghĩ rằng là hội từ thiện mà chẳng có trại nuôi trẻ thì chẳng có trại nuôi gì già cô đơn thì chả lẽ cứ ngồi không này. Cho nên mình nghĩ ra cái chuyện là thôi thì mình không tập trung được các cháu các cụ thì mình nuôi tại chỗ. Đấy, nuôi tại chỗ. Đấy, vì chính vì thế cho nên mới có những trình trợ dưỡng cụ già cô đơn, trợ dưỡng trẻ mồ côi tại cộng đồng. Đấy, ở đâu cứ ở đấy. Hàng tháng mình phát cho một yến gạo. Và có cái thời điểm chúng tôi làm tới một tháng phát 400 suất một tháng. Đấy. Và cái mô hình này cũng gọi là cái mô hình đầu tiên
Cái dám nói tự hào cái đầu tiên hội khởi xướng vậy hả? Thì đấy là cái mô hình thứ nhất. Cái mô hình thứ hai mà chúng tôi cũng coi là mình cũng khởi xướng đầu tiên là cái trợ dưỡng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Từ năm 91 chúng tôi đã làm với một số học sinh của cái trường Nguyễn Minh Khiêm, cái trường tư thục đấy. Thì chúng tôi cho mỗi cháu một cái xe đạp để đi học. Về sau này cứ mỗi năm cứ mở dần ra cho một suất học bổng. Lúc đầu cái đồng tiền còn giá trị thì một suất 200 hoặc là 300. Rồi đến cái lúc mà đinh một suất có khi lên bậc triệu. Đấy. Thì lúc đầu chỉ một vài ba suất. Nhưng càng về sau ấy thì cái số suất trong một năm lên hàng 5-710. Chỉ 3 năm, bà Ái đã cùng các vị trong hội từ thiện không quản nắng mưa, đêm hay ngày đến với các nhà máy, công trường và các hộ tiểu thương để khuyến thiện, quyên góp để có hàng trăm tấn gạo, hàng nghìn chiếc xe đạp, xe lăn. Tám năm, hội từ thiện Hải Phòng đã chung tay chuyển đến người nghèo 562 ngôi nhà tình thương khi ấy. Cũng từ phong trào của hội từ thiện, các doanh nghiệp đã mạnh dạn trích tiền ra xây nhà cho đồng đội, đồng nghiệp. Các quận huyện tự điều tra để thấy trong cộng đồng có bao nhiêu gia cảnh còn sống trong túp lều tạm ven đê, mái liếp che tạm qua các kỳ giông gió. Chính từ tấm lòng thiện nguyện của hội đã tạo ra được một tiền đề lành, phát động xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa, các mái ấm tình thương. Hàng vạn ngôi nhà nhỏ ở Hải Phòng đã được dựng lên từ những phong trào như vậy. Hai mươi nghìn tấm chăn ấm đã chuyển đến để làm cho đời sống cộng đồng trong và ngoài thành phố bớt phần ấm lạnh. Biết có những doanh nhân Hải Phòng thành đạt trong Nam ngoài Bắc, bà Ái đã chủ động liên lạc, đặt vấn đề có lý có tình, khuyên họ làm việc thiện. Từ cách đặt vấn đề rất mạch lạc, phương án đưa ra có tính thuyết phục cao, nên có nhiều người khi làm ăn may mắn đã chủ động tìm đến bà để xin được chung tay. Muốn làm từ thiện tốt ấy, thì tôi rút ra một cái bài học là bản thân cán bộ ấy, là phải có tâm huyết, không vụ lợi và biết hy sinh. Phải hy sinh kể cả tiền bạc lẫn công sức thời gian cũng là phải hy sinh. Đấy, thì đấy là cái mấu chốt. Đấy. Mà mình không làm như thế thì mình nói ai ta nghe? Ai ta nghe? Còn về cái hội phải có quản lý. Cách quản lý của hội là phải công khai minh bạch. Đấy. Cái hội làm ăn là phải công khai minh bạch. Hai nữa là các cái phương thức trao quà cho những đối tượng được hưởng ấy cũng phải công khai cái minh bạch. Thường chúng tôi cứ gọi là chúng tôi trao quà theo cái phương thức Tây Ba. Tây Ba có nghĩa là gì? Trước hết là nhà tài trợ, sau đến là hội, rồi đến thứ ba là đối tượng được hưởng. Việc khuyến thiện, tích đức không chỉ làm một mình mà thành được việc lớn. Vì thế nhiều năm liên tục, bà Ái luôn cùng các vị trong hội tìm ra các sáng kiến để nhân rộng tấm lòng nhân ái. Ban đầu chỉ với chục người, phong trào đã lan tỏa và hàng ngàn hội viên cùng tự nguyện đứng vào hành thiện. Ví dụ chúng tôi làm cái chiến dịch vận động xe lăn cho huyện An Lão, cái thời kỳ tôi còn đang làm. Tôi vận động được 50 xe lăn
chúng tôi điều tra hết cái thành phố này ai là cán bộ ăn lão, cứ từ trưởng phó phòng trở lên là túm hết. Thì mỗi người tùy theo từng người, những ông nào là giám đốc thì vận động hai cái xe lăn, ông nào là cán bộ thường thì một xe lăn. Cho như thế là được đủ 50 cái xe lăn tôi mới đi giao. Mà hôm giao là mời tất cả các ông về ra, mời các ông về huyện ăn lão giao, giao 50 cái xe lăn một lúc. Lăn rất là thiết thực. Để làm tốt việc khuyến thiện là phải bám chặt vào đời sống xã hội, biết phần lệch kê méo nắn mà làm. Nó nơi ăn ở học hành chưa đủ, các lớp học tình thương, học nghề được mở ra. Hàng trăm ca mổ tim mổ mắt khuyến thiện giúp đỡ người nghèo được bà kết nối cho mọi người đều được chung lo. Có mấy người biết rằng trong rừng cờ hoa hôm nay vẫn có bước chân trở lại của một bà cụ già đã hơn 80 tuổi đến thăm nom, an ủi những người áo vẫn chưa lành, cơm chưa đủ bữa. Trong câu chuyện tâm tình ở đầu dây bên kia, những doanh nhân ngày trước cùng bà xông pha bươn bả đi làm việc thiện, đâu phải tất cả trong số họ là những người đã thành công. Trong góc tối của đời người vẫn có câu: ăn mày là ai, ăn mày là ta, thất cơ lỡ vận, hóa ra ăn mày. Bà ái vẫn tâm tình, khi thì an ủi, khi thì khích lệ họ, những người đã cùng bà làm lên những mảng sáng nghĩa tình, nhân hậu ở Hải Phòng. Bố mẹ em sống thanh bần, cũng chẳng để lại cho con cái được gì nhiều. Nhưng để lại cái lớn nhất mà em thấy tự hào đó là tấm lòng nhân ái của mẹ em đối với cộng đồng, đối với những người xung quanh. Và sau này cái tấm lòng nhân ái đó, cái đức tính tốt đó nó còn là cái truyền thống trong gia đình em. Đấy, để cho các con, các cháu noi theo. Và những người hàng xóm cũng nhìn vào bà mà học tập theo, làm theo. Đêm như đêm nay, những đồng nghiệp khuyến thiện của bà lại cùng con cháu mình lan tỏa, chung lo những giấc mơ đẹp cho những mảnh đời chưa như cổ tích vẹn tròn.